Trên màn hình chúng ta đang thấy thì với cự ly 21 km cũng đã chuẩn bị bước vào vạch xuất phát. Và thưa quý vị, như thế Lê Nguyên, khi mà đến Tây Ninh thì chắc chắn quý vị du khách không bao giờ bỏ lỡ khi mà đến tòa thánh Tây Ninh, một công trình kiến trúc độc đáo. Mét của chúng ta thì các vận động viên cũng đã bắt đầu xuất phát. Tin chắc rằng là ở cự ly 10 km này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ thật nhiều những hình ảnh đẹp, những thông tin thú vị ở cự ly này dành đến quý vị khán giả.